Rồi xin kính chào anh em mình. Hôm nay tôi sẽ thực hiện tôi uống cái cây mai vàng. Cái này là cây ghép hoàn toàn luôn nha, tất cả các nhánh trên cành đều ghép. Cái giống này là giống cúc mai. Thấy không? Anh em mình hãy quan sát cái xung quanh của nó. Cái này cây uống này uống tứ diện, nhưng mà mình uống mình sẽ chọn mặt tiền, tứ diện hay tứ diện nhưng mà vẫn phải có mặt tiền. Anh em mình thấy từ vị trí cây này được bỏ thời gian rất là lâu, cái nhánh ghép nó phát triển rất là mạnh. Nó siết gần đứt cái nhánh luôn nữa các bạn. Siết gần đứt cái nhánh luôn. Bây giờ mình sẽ tháo, nhiệm vụ hôm nay là dằn chi và tháo những vết này. Đó. Cây này thì cái hướng mặt tiền nó sẽ nằm ở đây nè các bạn, hướng này, à, hướng này, hướng này thì mình sẽ thấy cái thân của nó đây, thì mình sẽ dùng dây cảm để mình bấm nhôm bỏ. Kìm cắt nhôm. Kìm cắt nhôm đối với những dây khuyết này thì có loại chuyên dụng các bạn. Hiện bên mình thì đang có bán cái loại này. Các bạn cắt bấu vô trong vậy nè. Cắt nó sẽ đứt cái phần dây chứ không nó tuột ra. Đấy. Mình đã cũng chia sẻ đối với anh em mình rồi, đối với cái dây uốn cành á, khi mình sử dụng xong nó không có giá trị là bao nhiêu, mình nên bấm bỏ luôn, đừng có tiếc mà mình tháo nó sẽ nhiều khi nó bị ảnh hưởng tới cây của mình. Đó, các bạn tháo ra thì dây nó bị cóc rồi, nó quắn, nó uốn, nó éo á, nó cóc và thời gian ở ngoài nắng á, nó bị chai nữa. Nó bị chai nên là nó rất là lì, nó không có độ dẻo của dây nhôm nữa. Nên là các bạn sử dụng lại cũng khó. Nên là được thì chúng ta bỏ luôn đi, chúng ta mua dây mới. Một ký dây này có 7-80 ngàn, xài biết bao lâu, biết bao nhiêu cây, đừng có tiếc chi mấy cái chuyện này. Rồi đây các bạn, tại vị trí mình ghép hôm bữa đây. Đây nè, anh em thấy cái bên ghép đây nè, nó phình ra. Mình ốp dây khi mình uống á, mình nhớ mình lòn cọng dây, mình quấn mình chập hai này lên luôn, để khi mà cái dính ghép này nó chưa dính chắc á, đúng là nó nhít ghép thì nó ăn qua da là nhiều, nên là khả năng nó tét rất là dễ. Anh em mình quấn dây, mình ốp, mình quấn, mình xiết hàng này vô luôn để mình kìm nó lại. Giờ mình chọn bằng này là mặt tiền. Bây giờ mình sẽ lấy dây to hơn dây nãy tí các bạn. Đó. Không, dây to hơn còn lại trên cỡ đó, cỡ thôi. Và mình sẽ, cây này cũng bị bù lạch cũng khá là nhiều. Mình sẽ đi dây, tại vì mình thấy anh em nè, đây nè, tại vị trí này có những cái đoạn dây nó hằn khá là sâu đây nè. Sau này mình quấn á, quấn cành cành này nè, mình sẽ đi dây ngược lại, quấn cái vòng ngược lại vòng này ha. Mình quấn vòng cũ khả năng nó trùng, và mình quấn vòng ngược lại, mình thứ phân phiên ngược tới ngược lui như vậy đó, để cho nó dễ thao tác, với lại nó không có trùng cái và lần xiết cũ.
trong cái quá trình mình vô dây mình uống lại các bạn, có những cái nhánh nó nhỏ và nó phát triển yếu, nhưng mà nó dành không gian của những nhánh khác. Thì hôm trước mình có chia sẻ với cái Ineo với anh em đó là tỉa những cái nhánh yếu và lược chi, lược những cái mầm lại cho cây đó. Các bạn phải lược bỏ những cái cành, những cái mầm mà nó nhỏ, nó yếu và nó khả năng nó không trổ hoa được thì chúng ta lại bỏ đi để dành không gian và cái dưỡng chất để cho nuôi những cái cành khác đó. Vì vậy cây chúng ta mới phát triển đều được, chứ không phải là mỗi nhánh nào cũng lấy à, thì nó dành thức ăn với nhau, nó không có đủ ánh sáng và thức ăn để nó đâm hoa kết trái được. Rồi đây nè các bạn, khi mà mình quấn lại lần hai thì mình quấn ngược chiều với cái chiều cũ để cho nó không có bị trùng lấp lên nha. Nó cũng là cái mẹo, tại vì mình quấn cái chiều cũ này thì những dây nó cây đã ở còn ổn định rồi, mình chỉ cần quấn thêm dây này để mình chịu, mình chỉnh sơ lại thôi, chứ mình không còn uống gì nữa nha, nên mình quấn theo chiều cũ. Rồi đây các bạn, uống xong coi như là chưa uống, nhìn cũng y như lúc đầu thôi, tại này nắng sơ sơ à, với lại chỉnh loại bỏ những cành tạp, cành nhỏ không mong muốn, lại mình tháo dây chứ không phải là uống gì, tại vì nó cũng có dáng sẵn rồi, cũng có hình hài sẵn rồi. Cái dáng này này cũng không yêu cầu gì cao, nó chỉ cần thùm lum như vậy mà nó phân nhánh ra bốn hướng được rồi. À, bây giờ anh em muốn xem mà nó kết nụ như thế nào thì mình sẽ quay dưới mặt lưng của nó cho anh em coi. Nè, bây giờ mình coi dưới đây coi lên nha. À, ra lên nè. Bên đây mình chưa thấy nụ. Nụ nó... đây các bạn, đó. Đây là nụ của nó đây nè. Bên đây cũng có nữa nè. À, đây cũng có nữa nè. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Nhìn ở trên xuống thì nó bo tròn đều hết nha các bạn. Mình uống tứ diện mà mình chỉnh hướng cành nó ra khắp các hướng, chỗ nào thiếu mình lo nhánh mình chỗ lại, chỗ đó mình bẻ ra đó. Đây là nhìn từ xa đây.